Bình định những ngày này, những cơn mưa giả dích bao trùm lấy những bản làng vùng cao nơi đây. Đây là một cái xã mà thuộc cái vùng đặc biệt khó khăn. Điểm trường K6 nằm lọt lòng giữa những nóc nhà lụp sụp. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi nếu như những cơn bão không ập đến. Trên địa bàn Vĩnh Kim thì nhiều năm thì mưa bão rất là to. Đường cái thì tài cô nhiều lúc đi không được. Không có cửa kính thì mưa tạt vào lớp ướt rất là nhiều. Nó dột gió thì sợ nó tắt máy, di chuyển các em đóng cửa. Các em rất là hoảng sợ. Cái phòng này là gió bão rồi nó dập nó hư. Cửa kính là sợ nó rơi xuống rất là nguy hiểm đến tính mạng các em. Bàn ghế này nó làm ba cái loại giấy ép để lâu thấm hít không khí ấy, nó vừa ra. Vượt qua những khó khăn, những đứa trẻ Ba Na vẫn đến lớp mỗi ngày. Nhưng những gì cơn bão để lại vẫn ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của các em. Lớp học xuống cấp trầm trọng, buộc các thầy cô phải chuyển thành nhà kho. Những lớp còn lại cũng chẳng còn nguyên vẹn. Cơ sở vật chất nhà trường thì đã xuống cấp nhiều, trang thiết bị dạy học thì còn nhiều thiếu thốn. Có nhiều môn học hoặc là tiết học thì mình cần đến trang thiết bị để cho các em dễ dàng tiếp thu hơn. Những ô cửa trơ khung giờ lại chính là những khung hình để các em nhìn ra thế giới. Vết rộp sàn nhà lại thành bãi cát mini in bước nhảy chân sáo. Không khí ẩm ướt khiến cỏ dại mọc nhiều, còn đường điện thì chập chờn, ánh sáng không đảm bảo. Bây giờ thì cũng trải qua cái chặng đường rất là dài rồi, phần nào là nó cũng quen được cái vùng khó khăn. Coi học sinh như là con của mình, con mình sao thì học sinh mình giúp đỡ. Cơn mưa qua đi, bầu trời sáng lại, cầu vồng sẽ đến với bản làng vùng cao này. Một món quà đặc biệt đã được mang đến cho các em ngày hôm nay. Chúng tôi rất là khâm phục các quý thầy cô ở đây đã đồng hành vượt khó cùng với các học sinh. Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank có một món quà ủng hộ quý trường với số tiền là 200 triệu đồng để giúp cho quý trường có thể cải tạo các lớp học, thay các nền gạch cũng như các cửa sổ. Mong rằng với sự hỗ trợ này, các quý thầy cô sẽ có nhiều hơn cái động lực để tiếp tục con đường dạy học cho các học sinh. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, rất chân thành cảm ơn ngân hàng VPBank đã đồng hành cùng nhà trường đỡ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Nhà trường sẽ cố gắng khắc phục những cái xuống cấp phục vụ cho các em học tập tốt hơn trong thời gian đến. Vậy là sớm thôi, những nền gạch sẽ được sửa sang, ô cửa sẽ được phủ kính, lớp học sẽ ấm áp hơn để con chữ đến gần hơn với những em nhỏ vùng cao này. 3, 2, 1, bắt đầu!